quý vị cũng đã nghe thấy một cái từ mà chúng ta vẫn nói khá nhiều lâu nay, là có một số người họ có những cái vấn đề bệnh lý về về tâm thần đó, là họ thích có những cái vấn đề tình cảm với những cái thi thể, tức là với những người mà đã chết rồi đó. Mà tiếng Việt chúng ta, tiếng Mỹ thì thưa quý vị, chúng ta vẫn gọi với cái từ gọi là necrophilia đó, còn tiếng Đúng Việt rồi. Tiếng Việt thì chúng ta cũng gọi là ái tử thi thì phải. Linh Nga nhớ thì là như vậy. Thì thưa quý vị, cái vấn đề ái tử thi nó cũng hiện diện trong cái bản tin này, đó là có một cái vị cảnh sát tại Los Angeles vừa mới bị bắt quả tang và hiện nay đang bị điều tra có liên quan tới việc là ông ta đã mơn trớn, tức là sờ soạng đó, một cái thi thể của một người phụ nữ vừa mới lìa đời. Và cái sự việc này thì hiện nay cũng đang gây ồn ào dư luận. Thưa quý vị, là khi mà đọc cái tựa đó, hồi nãy khi mà chúng tôi coi cái tựa thì cái tin này mà nếu như trong nước đó thì sẽ nói là mình mới nghe cái tựa mình muốn ói, thưa quý vị đó. Đúng không? Muốn ói đó. Nhưng chúng ta có cái gì mà không thích thì thôi, họ hay nói là sắp ói hay gì đó thì đó. Và thưa quý vị, là cái bản tin tức là một cái viên cảnh sát của LAPD, tất nhiên là của Los Angeles đó, cảnh sát lại bị bắt là trong khi có những hành động mơn trớn cũng như là ôm ấp, vuốt ve cái tử thi, tức là cái xác chết đó thưa quý vị. Thì nó lạ cái điểm đó. Và chúng ta cũng biết là cảnh sát sau này đều phải có một cái máy nhỏ đó, ở khi mà hành sự để mà thâu, nó tự động nó thâu thôi. Thì thực ra đó, họ nói là cái này thực ra cũng tắt đi rồi đó, nhưng mà trước đó, đó trước khi tắt đó, chỉ cần 2 phút thôi là thâu được. Thâu được là người ta cũng đủ nói lên tất cả cái hành vi của ông này. Tức là trước khi mà cái camera của cảnh sát, thưa quý vị, thì khi mà người ta viên cảnh sát turn off, tắt cái đó đi, thì nó vẫn còn khoảng 3 phút. 3 phút thì cái camera nó vẫn cứ hoạt động mà sau khi đã tắt rồi. Bởi vì đó là một cái cách mà những cái nhà sản xuất họ làm để trong trường hợp là nếu như cái camera của cảnh sát mà chẳng hạn như là khi mà tấn công một cái nghi phạm mà nghi phạm nó bắn vô cái camera đó chẳng hạn, nó làm cho cái camera nó bị tắt, thì nó vẫn còn một cái khả năng cuối cùng là 3 phút sau đó nó vẫn ghi hình được, với cái hy vọng là sẽ bắt được hình của thủ phạm. Thì cái ông cảnh sát này, ông ta đã không lưu tâm tới việc đó, ông ta đơn giản là chỉ tắt đi và nghĩ là không ai theo dõi được mình nữa, thì sau đúng đó rồi. Ông ta đã hành động với cái thi thể của người phụ nữ kia. Thì đúng là thưa quý vị, thường thường đi mà khi mà có một cái respond đó, tức là cảnh sát có một cái gọi nào khẩn cấp đó, thì thường thường luôn đi 2 người cho nó an toàn. Nhưng mà trong lúc một ông cảnh sát này, ông ra xe ông lấy cái gì đó, thì ông này mới lợi dụng cái lúc đó, ông ta mới ôm ấp và cũng như mơn trớn tử thi như nãy chúng tôi có nói đó. Thì có những người thì có thể chắc chắn họ bị những cái vấn đề tâm thần, chứ còn cái này rất là bất thường. Chúng ta nghe chúng ta thấy giống như là mình không tin được, nhưng mà đó, nó có những người như vậy đó quý vị. Và ông không ngờ đúng là còn một vài phút sau đó, nhưng mà cũng ghi đầy đủ những hành động này, thì quả nhiên là bây giờ cái vấn đề đang ồn ào và đương nhiên sở cảnh sát sẽ truy tố. Nhưng mà họ nói là cái một cái hành xử như vậy đó thì sẽ, thứ nhất là rất là sai trái và rất là kỳ cục đối với cái sở cảnh sát, cũng như là một nhân viên cảnh sát, là chúng ta cũng hiểu nghề nào vậy, nhất là nghề cảnh sát là phải có những cái đạo đức, có những mỗi nghề nó đều có cái code of ethics, ngay cả nghề làm móng tay, làm uốn tóc nó cũng có những cái chúng ta, tức là những cái điều mà mình phải giữ trong khi mình hành xử làm công việc, tức là phải để được cái sự respect, sự kính trọng cũng như là cái nể nang của đồng bào, của người dân. Thì những người cảnh sát luôn luôn một hình thức nào đó còn phải làm gương nữa. Nhưng mà cái hành động này cho nên làm xấu cho cả cái đội ngũ cảnh sát, cho nên là sở cảnh sát đã cho biết là sẽ truy tố, cái chuyện này không thể chấp nhận được. Và tạm thời ông này bị nghỉ, tức là tạm thời đó, trong khi chờ đợi xét xử đó, thì không được hành nghề nữa. Và có nhiều cảnh sát viên đồng nghiệp cũng tỏ ra bất mãn, bởi vì như vậy là làm mang tiếng chung cho cái cảnh sát của LA, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, thì anh Trọng là dường như là rất là giận dữ về vấn đề này. Mình cứ hơi ngạc nhiên, chuyện có lạ quá là vì rất là giàu cảm xúc khi mà anh mô tả rằng là anh đúng rất đó. Là giận dữ thưa quý vị. Nhưng thưa quý vị, rằng là nếu như quý vị theo dõi một cái loạt phim truyền hình rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, của Hollywood đó, có tên gọi là Criminal Minds, có nghĩa tạm dịch ra tiếng Việt là tâm lý tội phạm đó. Thì Linh Nga cũng là một cái fan hâm mộ của cái loạt phim này. Linh Nga coi rất là nhiều cái phần phim của cái phim này. Đó là những câu chuyện người ta làm có thật từ những cái hồ sơ có thật trong lịch sử của FBI. Thì quý vị sẽ thấy rằng là người ta phân tích về tâm lý tội phạm rất là giỏi, và đặc biệt là cũng có những nhân vật
là họ bị một cái bệnh mà người ta nói rằng những người mà bệnh bị bệnh ái tử thi đó là những người có vấn đề về rối loạn tâm thần, tức là họ không có muốn như vậy đâu nhưng cái tâm thần của họ là họ bị bệnh rồi. Và khi họ bị bệnh thì họ không thể ngừng được cái điều đó. Đây không phải là do bản thân họ muốn thưa quý vị, mà là do cái bệnh nó điều khiển cái tinh thần và bộ não của họ. À, thì cái việc ở đây tất nhiên là khi mà ông ta bị như vậy thì cũng như anh Trọng nói rằng là cái đó là không thể chấp nhận được, unacceptable, và là một nỗi nhục cho nỗi nhục như cũng tội cho ông ta, thưa anh thì Linh Nga cũng sẽ cái đội ngũ cảnh sát. Bởi vì thưa quý vị là cũng như Linh Nga đã nói, đây là một cái bệnh tâm thần. Mà cái bệnh này nó có cái tên mà quý vị cũng biết là cái tên tiếng Mỹ mà Linh Nga nói từ đầu, nó là necrophilia, đó là tên khoa học của bệnh này. Mà đã là bệnh cũng như là người già lớn tuổi đã bị bệnh Alzheimer, bị bệnh Parkinson, thì những cái bệnh này đó, những cái người mà hoặc là bệnh anxiety là cái bệnh lúc nào cũng lo âu đấy, mà quý vị biết là những người già, những người lớn tuổi hay người trẻ mà bị anxiety cũng vậy. Họ có những cái hành động mà khiến cho những người xung quanh nếu không hiểu đó là bệnh thì vô cùng giận dữ với họ. Chẳng hạn như có những người bị anxiety thì là cứ nửa đêm, đúng 12 giờ đêm là họ phải ngồi dậy như là một cái thây ma sắc sống nữa, zombie đó anh. Bắt đầu là đứng lên đi vòng vòng hoặc là đập phá, hoặc vô kitchen, vào ở nhà bếp phải lục đồ rồi gây hấn với những người khác, mà cứ đúng nửa đêm thì họ làm việc đó cho tới khoảng 7 giờ sáng thì họ sẽ nằm xuống để ngủ. Thì những người mà sống chung với những người này sẽ không thể chịu đựng được họ và thậm chí sẽ dẫn tới cái việc là bạo hành lẫn nhau. Nhưng thưa quý vị rằng là nếu như chúng ta nhìn theo góc độ khoa học và y học, y tế, thì đây là một vấn đề gọi là bệnh và bệnh tâm thần. Không phải là điều họ muốn làm, mà đây là bởi vì cái bệnh nó điều khiển họ. Nếu chúng ta nhìn nhận ở với góc độ đó thì chúng ta sẽ hiểu cho những cái người này hơn. Tất nhiên cái hành động của ông cảnh sát ở đây thì nó cũng có cái phần chúng ta biết rồi là bệnh hoạn và không thể chấp nhận với tư cách là một cái người, là một cái nhân viên cảnh sát được. Thì đương nhiên là sau cái sự việc này thì chắc chắn là ông ta cũng sẽ bị sa thải khỏi cái công việc hiện tại rồi. Thì thưa quý vị là cái bệnh mà ái tử thi thì quý vị cũng biết đây là một cái bệnh mà nó là những cái người mà hội chứng nó gọi là bệnh là bị hấp dẫn bởi những cái tử thi, những cái xác chết. Có những người thì thích là sống bên những cái xác chết này hoặc là chạm sờ vào những xác chết. Và có những người với cái niềm tin về tôn giáo cộng với cái sự gọi là bệnh tâm thần đó, thì họ tin là cái phần xác của cái người đó nó có thể đã chết nhưng mà linh hồn của họ vẫn còn sống. Và cái điều này nó dẫn tới cái việc là quý vị nhớ là chẳng hạn như có một cái cụ bà ở Pennsylvania, bà ta đã sống bên cái xác, cái thi thể của người chồng mình suốt 10 năm. Hay cũng như là một cái câu chuyện mà lúc nãy thì Linh Nga cũng chia sẻ với anh Trọng, là có một cái người phụ nữ, cô ta cũng người Mỹ thưa quý vị, thì cô ta cũng đã bị bắt giữ rồi, nhưng đó là cái bản tin mà Linh Nga cũng đã viết từ cách đây một số năm, là cô ta cũng bị bệnh ái tử thi. Và cô ta bị nghiền cái bệnh này tới mức là cuối cùng cô ta quyết định là xin đi làm việc trong một cái cơ sở giảo nghiệm tử thi. Vì cô ta không có bằng cấp, cho nên cô ta chỉ có là cái người mà gọi là assistant thôi, là trợ lý thôi. Và quý vị cũng biết rằng là như vậy là cô ta đã thực hiện được cái mong ước của mình là được ở gần gũi với những cái tử thi. Và khi trở thành trợ lý cho cái cơ sở này đó, thì người ta phát hiện ra có những cái vấn đề rất kỳ lạ diễn ra với những cái tử thi, đặc biệt là của những người đàn ông. Sau đó cuối cùng thì lại thấy cô này còn sinh con nữa thưa quý vị. Thì cuối cùng người ta mới phát hiện ra một ngày, thì các giới trách phát hiện ra và thực hiện cuộc điều tra thì biết rằng cô này đã chính thức ngủ với khoảng 60 cái thi thể khác nhau của những cái người mà đã lìa đời. Và cái đứa con mà cô ta sanh ra là con của một vị cảnh sát 57 tuổi đã vừa mới thiệt mạng, thì cô ta đã có ngay mối quan hệ với cái thi thể của ông này và cô ta có con. Tại sao người ta phát hiện ra, các cái giới trách sau đó đã thử nghiệm cái mà gọi là DNA đó của đứa trẻ với DNA của cái người đó, thì phát hiện ông ta là cha, là father của đứa bé này. Nhưng mà biết rằng là khi ông ta còn sống thì cô ta và người này chưa bao giờ gặp mặt nhau. Và cái ngày mà ông ta lìa đời thì cô ta thụ thai sau cái ngày đó. Sau đó thì cảnh sát bắt giữ cô này ngay lập tức. Thì đó là cũng một cái vấn đề liên quan tới vấn đề bị bệnh gọi là ái tử thi. Đây là một vấn đề bệnh về tâm thần, và những người này thì chắc chắn là phải đi vô những cái viện tâm thần và bị ở trong đó để mà phải được điều trị bằng thuốc, chứ họ không có thể nào mà có thể sống chung trong cộng đồng. Bởi vì trước sau gì họ sống trong cộng đồng, người họ cũng sẽ đi tìm những cái tử thi để thực hiện những cái hành động như vậy thưa quý vị. Cái chuyện này thì kêu là chuyện lạ mà khó tin thưa quý vị, nhưng mà nó có xảy ra, đó như Linh Nga vừa trình bày đó. Thì nhân đây chúng tôi cũng thấy tiếp bản tin là cái ông Craig Lely đó, ông là giám đốc của một cái sở gọi là để bảo vệ những cảnh sát, nhưng mà dĩ nhiên bảo vệ trong những trường hợp chính đáng. Thì ông ta đã nói rồi, cái vụ này ông sẽ không, cái hội sẽ không có giúp gì cái can phạm này, mà chẳng những vậy còn lên án nữa thưa quý vị, là vì cái chuyện này là quá bậy rồi, mà mang tiếng chung cho sở cảnh sát và dưới mắt nhìn của
nhân dân, của quần chúng. Thành ra là ông ta nói là sở sẽ không can thiệp nếu ông này bị kết án, và dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ta cũng hiểu là chắc chắn ông ta sẽ bị đuổi khỏi sở, không thể làm cảnh sát được như vậy. Và nếu là đặt vấn đề như Linh Anh nói về tâm bệnh thì thực ra như vậy cái lúc mà recruit đó, lúc mà tuyển cảnh sát đó, là người ta phải screen cho kỹ. Nhưng mà như vậy đã nhận những người mà với tật bệnh như vậy thì sẽ trước sau gì họ cũng sẽ phạm tội. Cho nên là cái lại đặt lại vấn đề là có lẽ phải khi mà tuyển mộ các cảnh sát phải kỹ lưỡng hơn, thưa quý vị.